Ok và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Minecraft mới của mình nha. Thì dạo gần đây các bạn hay đề nghị mình là làm 2 clip một ngày đi. Thì do lúc trước là mình bận quá, cho nên là mình không làm 2 clip một ngày được. Cho nên là bây giờ mình đã rảnh rỗi thời gian hơn rồi nè. Và mình làm 2 clip một ngày cho anh em xem luôn. Và nếu những bạn nào mà muốn mình làm 2 clip một ngày á, thì anh em đừng quên là nhấn vào nút like và nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube để ủng hộ cho mình đạt lên được 1 triệu subscribe nha anh em, và tạo cho mình thêm động lực để mình có thể làm 2 clip một ngày cho các bạn xem nha. Ok, thì buổi sáng á, thì mình nghĩ rằng mình sẽ đăng về Minecraft, còn buổi tối thì mình sẽ đăng về Mini World nha mấy bạn. Đó, như vậy đi để cho fan Minecraft với fan Mini World có thể xem hai video gọi là trên kênh của mình luôn. Đó, không bạn nào gọi là ganh tị với bạn nào hết. Rồi ok, thì đây sẽ là một cái series Minecraft mới của mình. Thì series Minecraft này có tên là Vua Rồng. Ta da. Đó, mấy bạn thấy nghe ghê không? Đó, thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm series về Minecraft, cho nên là mình sẽ làm một cái series về Minecraft có tên là Vua Rồng. Thì cái series này chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sinh tồn và chúng ta sẽ nuôi nấng một con rồng anh em ơi. Sẽ từ một con rồng chúng ta sẽ gọi là nuôi cho nó lên thành một bầy rồng luôn. Đó, kiểu như vậy. Rồi, các bạn có đồng ý với mình không nào? Rồi, nếu các bạn gọi là muốn mình làm cái series thì đừng quên là nhấn vào nút like, ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau sinh tồn thôi nào anh em ơi. Let's go. Và đây bên dưới chân của mình mấy bạn có thấy gì không? Đây là một cái rương nè. Thì bên trong cái rương này nó có một quả trứng rồng mấy bạn ơi. Thì quả trứng rồng này để làm gì nào? Thì mình xin phép mấy bạn là hãy cho mình lấy trước một quả trứng rồng nha. Tại sao mình phải lấy quả trứng rồng? Bởi vì các bạn đã nghe tên series này tên là gì? Series này tên là Vua Rồng. Thì tất nhiên là phải có rồng đúng không nào? Nhưng mà một con rồng á không thể nào mà có thể đẻ được một bầy rồng được. Bởi vì phải có hai con rồng, một con rồng đực và một con rồng cái thì nó mới có thể gọi là đẻ ra được một bầy rồng. Cho nên là mình xin phép anh em là cho mình trước một quả trứng rồng. Rồi sau này mình sẽ xuống dưới gọi là Ender, mình giết thêm một con rồng Ender bên dưới nữa thì mình sẽ có thêm một quả trứng rồng nữa, là chúng ta sẽ có hai con rồng và từ hai con rồng chúng ta sẽ làm ra một bầy rồng nha. Còn bây giờ thì mình xin phép anh em là cho mình trước một quả trứng rồng để mình bắt đầu series nha anh em. Đó, rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi là nuôi con rồng là như thế nào đây? Thì nếu những bạn nào mà đã biết rồi đó thì skin của mình chính là màu xanh dương đúng không? Tại sao mình lại chọn màu xanh dương? Bởi vì mình rất là thích gọi là thích nước mấy bạn ơi, mình là cá heo mà mình rất là thích nước. Bởi vậy cho nên là mình sẽ gọi là tạo ra một con rồng nước mấy bạn ơi. Mà làm cách nào để tạo được rồng nước? Thực sự bây giờ con rồng của mình chính là rồng Ender đúng không? Để tạo rồng nước chúng ta chỉ cần lấy một cục cát nha. Mình sẽ lấy một cục cát nè. Ô, cục cát rồi. Đây đây, cục cát đây. Sau đó chúng ta chỉ cần bỏ nó ở giữa hồ. Sau khi để ở giữa hồ chúng ta chỉ cần để cái trứng rồng lên. Đó. Rồi, lít qua vô cái quả trứng rồng này một cái. Búp. Đó, là quả trứng rồng ngay lập tức sẽ trở thành gọi là trứng rồng nó được up nè, thấy không? Đó, ui, mà cái trứng rồng này còn có 25 máu mấy bạn ơi. Trứng rồng này sao yếu máu vậy? Ồ, thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ để cái trứng rồng ở đây. Rồi, còn nhiệm vụ của mình với các bạn bây giờ là chúng ta hãy cùng nhau đi sinh tồn thế nào. Let's go. Rồi, bây giờ nè, trước tiên khi mà sinh tồn á thì vào trong game tất nhiên phải chặt cây trước. Nhưng mà bây giờ muốn chặt cây á thì mình phải làm một cái que đã để mình chế tạo cây rìu. Rồi mình sẽ lượm mấy cái que trên cây để mình chế tạo cho mình một cái cây rìu. Ở đây bên dưới này nó có sỏi nè, mình sẽ lấy sỏi nha. Chúng ta đập cái này ra, chúng ta lấy sỏi nè, đập nó ra. Đây chúng ta đã tìm được một cái đá lửa nè, chúng ta lấy cái đá lửa đi chứ thật ra không cần sỏi đâu, lấy đá lửa nè. Rồi bây giờ chúng ta có cái đá lửa đúng không, chúng ta đi kiếm. Ồ, khoan, mình bị khát nước rồi, để mình uống nước đã. Uống nước nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cầm cái đá lửa này, chúng ta đi lại đây, chúng ta gõ cái đá lửa này xuống dưới đất. Gõ nè, gõ gõ gõ. Đó, nó sẽ rơi được một cái gọi là một cái này giống như kiểu là một cái miếng sắt á anh em. Rồi chúng ta sẽ bỏ nó vào đây. Bỏ cái miếng sắt này vào đây. Ngược rồi. À đây. Bỏ này vào đây và chúng ta sẽ chế tạo được một con dao anh em ơi. Đây, một con dao. Rồi bây giờ mình sẽ cần đi lấy một ít lông cừu đã, để tí nữa chúng ta có thịt với lại là chúng ta sẽ có lông cừu để chúng ta làm giường ngủ. Mày hả mày? Mày hả cừu? Rồi ok, mình đã lấy được một con cừu nè. Rồi bên đây có con cừu nữa nè, qua giết nó luôn. Mày hả cừu? Mày hả cừu? Rồi, chúng ta đã được hai cái lông cừu. Rồi ok, chúng ta đã được ba cái lông cừu. Rồi. Bây giờ ui, bên đây có một cái con gì nhìn y hệt con khủng long luôn mấy bạn ơi. Wow, to đùng luôn. Trời ơi nhìn nó kinh dị quá. Thôi mình tránh xa ra đi, tí nữa nó cắn mình là mình chết luôn đó. Rồi đi ra đi ra. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một ít cỏ nha. Mình sẽ sử dụng cái con dao này, chúng ta lấy một ít cỏ. Đây con dao này có thể dùng để cắt cỏ được nè, thấy không? Sau khi mà cắt cỏ xong, chúng ta sẽ sử dụng cỏ, chúng ta làm thành một cọng dây. Rồi, lấy cọng dây ra. Để cọng dây vào đây, để cái miếng sắt vào đây và để cái gì ta? Cái que vào đây. Ủa, ngược rồi, hình như là như thế này mới đúng. Đó, chúng ta sẽ được một cây rìu các bạn ơi. Rồi, được một cây rìu rồi nè. Và cây rìu để làm gì nào? Chúng ta sẽ đi chặt gỗ nha. Rồi, để mình chặt gỗ coi. Đó, xong rồi, mình đã chặt được một cây gỗ rồi nè. Rồi, ok.
để chờ cho cái cây này nó ngã xong hết đi. Rồi đó, chúng ta đã được mấy khúc gỗ rồi nè, quá đỉnh luôn. Đây mấy bạn ơi, mình sẽ cho mấy bạn xem đây. Trước mặt mình chính là những con gọi là khủng long nữa bạn. Những con này tên là Maca mấy bạn ơi. Ui nó hú lên kìa mấy bạn thấy không? Thì con này chúng ta có thể giết nó để lấy thịt nha. Con này nó không đánh lại chúng ta đâu. Này giết nó nè. Đó. Ui nó chạy. Giết nó. Mày hả mày? Ui mình phải giết nó để mình lấy thịt mấy bạn ơi. Mình đang đói bụng rồi. Mày hả mày? Rồi. Đây mấy bạn thấy không? Nó rơi ra da với lại rơi ra thịt nè. Đó, lấy thịt, lấy da của nó luôn. Ui. Ở dưới đây hình như nó có một cái hầm nữa bạn ơi. Wow. Ui tới thui rồi, thôi không được đâu. Mình chưa có vũ khí gì hết, mình xuống đó lỡ gặp quái vật nó giết mình là sao. Cho nên thôi không được, để mình về. Ui mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè, quả trứng rồng của mình nó đã trở thành một con rồng nước rồi. Đó, hồi nãy bạn nhớ không, cái quả trứng rồng của mình nó đen thui thùi lùi à. Còn bây giờ nó đã chuyển nó thành màu xanh dương rồi nè. Đó, nó chuyển qua hệ nước rồi nha. Nó sắp biến thành rồng nước rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần gọi là chờ cho nó nở đó thôi. Wow, quá đẹp luôn. Thôi được rồi, bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải đi chặt thêm ít gỗ nữa để mình gọi là xây nhà mới được. Rồi để mình xem coi, mình sẽ xây một cái nhà nhỏ nhỏ ở đây, tranh thủ thời gian gọi là chờ con rồng của mình nó nở. Rồi mình sẽ xây một cái nhà nhỏ ở đây nha. Xây cao lên thêm một tí nha. Rồi một cái nhà nhỏ nhỏ thôi bạn ơi, không cần phải nhà to lắm đâu. Nhà to để làm gì? Nhà to để ở cho sợ ma thêm chứ làm gì, đúng không các bạn? Cho nên là không cần phải nhà to đâu, chỉ cần một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh là được rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ làm cho mình ván gỗ nha. Ván gỗ trong này chế tạo rất là cung phu luôn các bạn ơi. Đó chính là chúng ta sẽ gọi là đặt mấy cục gỗ xuống dưới đất như thế này. Mấy bạn có biết gọi là chẻ gỗ không? Dùng rìu để mình chẻ gỗ á. Nếu những bạn nào chơi Minecraft bình thường, các bạn sẽ biết được rằng là chế tạo ván gỗ và chúng ta chỉ cần bỏ vô bàn chế tạo đúng không? Còn cái này là không phải là bỏ vào bàn chế tạo mà chúng ta sẽ sử dụng cây rìu. Chúng ta chẻ gỗ, đó chẻ nè. Đó thấy không? Chẻ cái đầu nó rơi được cái miếng gỗ nè. Chẻ gỗ nè, đó, chẻ gỗ nè, chẻ nè, chẻ nè. Đó, ghê không? Chẻ là nó sẽ rơi ra gỗ các bạn ơi. Đó. Ai, mấy bạn ơi, từ nãy giờ là mình chế gọi là rất là nhiều rìu luôn rồi đó. Để mình chặt cho xong cái đống gỗ này. Cuối cùng cũng gọi là sắp xong rồi. Ai. Ui, nhưng mà trời mưa luôn rồi các bạn ơi. Mình nghi gọi là sau cái trời mưa này thế nào skeleton cũng xuất hiện rồi nha. Ở bên kia mình thấy có một con skeleton rồi kìa. Đó. Một con skeleton bên đây nữa các bạn. Con này nó bắn chúng ta cái hay thôi là chúng ta chết luôn á. Thôi mình không nên lại gần nữa đâu. Ủa còn bên đây nó có thêm một con gì nè, một con chim hay là con gì nữa các bạn ơi. Ôi một con gì quái vật hay gì nữa các bạn ơi. Ôi mình thấy một con quái vật hay sao á. Đâu để mình lại gần mình xem coi. À. Ui con quái vật này là một con quái vật chim mấy bạn ơi. Nó đang tấn công. Ui nó đang lại gần bọn mình kìa. Trời ơi chết rồi nó thấy mình rồi. Chạy mấy bạn ơi, chạy. Mình bị đói rồi mình không chạy được. Mình ăn vô cái đã. Ôi nó thấy mình rồi, chạy. Chết, nó thấy mình rồi, chạy đi. Con này mà nó giết chúng ta là nó giết chúng ta luôn đó. Ôi không được. Thôi. Ghê quá à. Thôi, mình không nên đụng đến nó đâu. Mình không nên đụng đến nó đó, đến nó đâu các bạn ơi. Ôi mình lạnh mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ phải lo mình chế tạo cho xong gọi là cái nhà của mình đã. Oh my god, lạnh quá. Rồi, để mình đặt cái này vào đây mình chế tạo ván gỗ nè. Bây giờ không phải là thời gian để chúng ta đi chiến đấu các bạn hiểu không? Chúng ta đang rất là gọi là yếu đuối rồi, chúng ta không thể nào chiến đấu được đâu. Cho nên là mình sẽ phải gọi là dành cái thời gian này ra để mình xây dựng. Rồi, xây thêm vào như thế này. Rồi, chúng ta đã có được một cái sàn nhà rất là đẹp rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ chế cho chúng ta mấy cái cửa nè. Rồi, chế cửa. Rồi. Rồi, có thêm cái cửa nữa nè. Quá đẹp luôn. Bây giờ là mình sẽ xây cái nóc nhà để tránh cho trời mưa gọi là nhiễu vào đây. Mình sẽ xây cái nóc nhà cho nó. Xây bắt đầu từ chỗ này đi. Xây cái nóc nhà. Hình như mình nghe tiếng zombie các bạn ơi. Ồ, để xem coi. Ui có con zombie các bạn ơi. Ôi đóng cửa lại. Mình chưa có vũ khí nhiều để mình đánh với mấy con zombie này đâu. Nó giết mình luôn á. Thôi không được. Mình sẽ phải xây cái mái nhà xong mình trú ẩn trong đây thôi. Không có đi ra ngoài được đâu các bạn ơi. Ra ngoài là chết đấy. Chết đấy các bạn ơi. Đó, rồi ok. Mình đã xây được cái nóc nhà nè. Ồ. Vậy là coi như chúng ta có thể trú mưa trong đây được rồi. An toàn các bạn ơi, không sao cả. Không biết được rằng là cái con skeleton đứng ở bên kia kìa, nó có ngắm cái quả trứng rồng của mình không ta? Cái quả trứng rồng của mình cũng sắp nở rồi nè. Ồ. Nguy hiểm quá. Nhưng mà thôi mình cứ đứng trong đây mình trú mưa rồi tí vậy. Chạy ra ngoài bắt thêm con cừu nữa. Ui zombie. Ui, zombie tấn công rồi các bạn ơi.
Ây da, ui cái gì vậy? Ui, ui con zombie này mạnh quá bạn ơi. Ui, mày hả mày? Mày nè, zombie nè. Trời ơi, trong đây có những con zombie biết phép thuật quá bạn ơi, rất là kinh khủng luôn. À, rồi mình giết được rồi. À, để mình vô ra mình lấy cái rương mình bỏ trong nhà luôn. Ui, có quả trứng đồng của mình nó động đậy kìa bạn ơi. Hình như mình mới thấy động đậy đúng không? Hay là mình bị hoa mắt ta? Hình như mình mới thấy nó động đậy thì phải. À, mình nghi là nó mình nghi ngờ là nó sắp nở các bạn ơi. Đâu để mình đứng đây mình xem coi tí nữa có nở không. Ui nó động đậy nữa nè. Wow nó động đậy các bạn ơi. À, ui nó động đậy nữa kìa các bạn ơi. Trời ơi, mình đang rất là mong chờ cái quả trứng đồng của mình nở các bạn ơi. Nở đi con, nở đi mà. Nở đi, trời ơi nở nở. Ui nó động đậy mạnh hơn nữa kìa. Ui nó đang động đậy cực kỳ mạnh luôn. Wow. Ui mấy bạn ơi, quả trứng rồng của mình càng lúc càng động đậy mạnh hơn nữa nè. Ui nở đi nở đi. Trời ơi mình đang rất là mong chờ nó nở luôn mà sao mãi nó không nở các bạn ơi. À, nở đi mà nở đi mà. Trời ơi. Ui nở mấy bạn ơi. Một con rồng bé tẹo luôn. Trời ơi dễ thương quá vậy. À, nhìn nè. Mấy bạn thấy gì không? Một con rồng bé tẹo luôn. Ui wow, 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 để mình xem coi. Ôi. Ui đừng chạy. Trời chết rồi nó chạy. Bây giờ mình sẽ phải gọi là đào cái hố để mình bỏ nó xuống dưới các bạn ơi. Không thôi nó chạy mất tiêu á. Ok, đào cái hố. Nhanh. Đừng chạy nha con, đừng chạy nha con. Đứng im nha con. Ôi, mình đẩy xuống dưới. Xuống đi. Xuống. Rồi. Ô, con rồng của mình nè các bạn ơi. Đẹp quá bạn ơi. Wow. Một con rồng màu xanh nước, đẹp ấy là đẹp luôn. Wow, rồi bây giờ mình sẽ phải gọi là đóng lại, đậy lại để mình tránh trường hợp mấy con quái vật nó ăn thịt con rồng của mình. À, đậy lại. Rồi, rồng ơi, ở dưới đây nha con, đừng đi đâu hết nha. Mấy bạn ơi, mình đã có rồng để nuôi rồi. Yeah. Thì mấy bạn có thấy mình ghê không nào? Trời ơi, sướng quá mấy bạn ơi, vui ơi là vui luôn. Mình đã có được một con rồng để nuôi rồi. À, quá đã luôn các bạn ơi. Và trong tập này chúng ta đã làm được gì nào? Mình đã có được một con rồng để mình nuôi nè. Và mình đã có được một ngôi nhà bé bé xinh xinh để mình ở rồi. Mấy bạn gọi là muốn mình làm tiếp tục cái series vua rồng này thì mấy bạn đừng quên là nhấn vào nút like, share và subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình có thêm động lực để mình có thể làm thêm những video mới nha. Còn bây giờ mình nghĩ rằng tập này cũng đã dài rồi và mình sẽ kết thúc video tại đây. Tại vì bây giờ mình đã có được con rồng rồi. Có lẽ tập 1 này là coi như là mình đã thực hiện được xong gọi là những cái thứ cần thiết trong tập 1 rồi đó. Ok, rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye. Và mình đang không biết được nên đặt tên cho con rồng này là gì. Các bạn đừng quên là bình luận lại tên để mình đặt cho con rồng này nha. Ok, bye bye mọi người, bye bye. Yêu anh em phải nồi, tạm biệt.